Ngươi muốn hại bổn cung có phải không? Lần này bổn cung, bổn cung lần này bổn cung sẽ không bỏ qua đâu. Đang định làm gì? Mai Phi nàng thực sự không hề biết hối cải. Người đâu? Có nô tài. Hãy đưa Mai Phi vào lãnh cung đợi xử lý sau. Dạ. Các ngươi không được qua đây, không được qua đây. Đừng mà, ta không đi, ta không đi. Hoàng thượng, thì muốn gặp Thái hậu, thì muốn gặp Thái hậu, thì không đi đâu hoàng thượng. Không được đâu, thì muốn gặp Thái hậu. Hoàng thượng à, đừng mà. Hoàng thượng à. Thái hậu nương nương, người mau cút ra cho ai da. Tiểu tử thỉnh an Thái hậu nương nương, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi, người hạ lệnh không cho bất cứ ai làm phiền. Xin Thái hậu nương nương đừng làm khó tiểu tử. Dám ngăn cản ai da sao? Dạ, nô tài chỉ là người hầu theo mệnh lệnh của hoàng thượng. Nếu như tối nay có ai vào làm phiền hoàng thượng, vậy thì tiểu tử phạm tội bất trung, không làm tròn trách nhiệm. Nếu Thái hậu nương nương không dừng bước, cứ nhất quyết muốn vào trong, thì hãy giết nô tài đi. Người đi. Thái hậu, đều tại ả tiện nhân Phượng Nghi giả quỷ Cẩm Tú. Dạ. Người đi giết cô ta đi. Ai già không muốn dây dưa với cô ta thêm nữa. Dạ. Hoàng hậu nương nương, trời cao có mắt, cuối cùng cũng bắt được kẻ hại người. Hoàng thượng đã trừng phạt Mai Phi rồi, tỷ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hắn nói là tối nay có người định giết cô. Giết ta? Hơn nữa còn là một nữ nhân. Ai muốn giết ta chứ? Ai muốn giết cô? Đương nhiên là Thái hậu rồi. Nhưng mà cô đừng lo lắng, ta đã sắp xếp cho báo nô bảo vệ cho cô mọi lúc mọi nơi. Cô không cần lo lắng ai hãm hại cô. Hắn sẽ âm thầm bảo vệ cô, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Công công, ta lại làm phiền ngài nữa rồi. Báo nô đa tạ huynh, luôn xuất hiện lúc ta gặp nguy hiểm, vất vả cho huynh rồi. Đa tạ huynh nhiều lắm. Ta có chuyện muốn gặp Mai Phi. Hoàng thượng có chỉ, không ai được phép tới thăm Mai Phi. Chị đại ca à, các ngươi vất vả rồi. Thái hậu dặn ta tặng cho hai người một ít ngân lượng để mua ít rượu, mong đừng chê cười. Ờ, nhưng mà... À, ta chỉ muốn nói với Mai Phi mấy câu thôi, nhất định sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Dạ được rồi, nếu như là ý của Thái hậu thì cô vào đi, nhưng mà không được ở quá lâu. Đa tạ. Tuyết Nhi, cô cùng Thái hậu tới sao? Có phải cô tới cứu ta không? Thái hậu nương nương đâu? Sao Thái hậu không đi cùng cô tới? Nương nương để người chịu khổ rồi. Tuyết Nhi cùng Thái hậu vẫn đang nghĩ mọi cách để cứu người ra ngoài. Người chỉ cần kiên nhẫn và chờ đợi, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Tuyết Nhi, bây giờ ta mới biết, trong hoàng cung này ngoài Thái hậu tốt với ta, còn có người đối với bổn cung một lòng một dạ. Đương đương, xin người đừng sợ, tin rằng sẽ không bao lâu nữa chúng ta có thể cứu người ra ngoài.
Tốt quá rồi. Ả tiện nhân kia lại có thể nói với hoàng thượng việc của Túy Ninh Hương. Trong Cẩn Lang cung nhất định có nội gián rồi. Chờ bổn cung ra ngoài, nhất định sẽ bắt được kẻ đó trị tội. Con Phương tài nhân dù có băm cô ta thành 100.000 mảnh cũng khó hết được mối hận này của bổn cung. Đương đương, bây giờ Phượng tài nhân đang được hoàng thượng vô cùng sủng ái, muốn đối đầu bên ngoài với cô ta vẫn là hơi khó. Tuyết Nhi, Thái hậu luôn nói rằng ngươi rất thông minh, ta biết là ngươi nhất định sẽ có cách mà, có phải không? Cách để cứu người thì không phải là không có. Ta biết ngay mà, mau nói nghe xem. Ta đã từng nghe qua một loại du cổ chi thuật. Du cổ chi thuật? Chỉ cần là một hình nhân, viết tên và sinh thần bát tự của người đó, rồi dùng máu người bôi lên hình nhân, sau đó dùng kim châm đâm lên đó, người này sẽ không thể ngủ, không bao lâu thì sẽ đau đớn mà chết. Thật vậy sao? Đúng là như vậy đó. Nô tỳ trước kia đã trúng du cổ chi thuật, sau đó mới được cứu sống. Nhưng mà đương đương, đây là sinh thần bát tự của Phượng Nhi. Tuyết Nhi, người đối với bổn cung thật tốt, mọi thứ đều giúp bổn cung suy xét chu toàn. Tốt, tối nay bổn cung sẽ làm hình nhân, nhất định đưa ả hồ ly tinh đó giao chỗ chết. Thái hậu, thần thiếp cứ nhớ đến Mai Phi đương đương nhốt trong cung điện lạnh lẽo thì ăn không ngon ngủ không yên. Mai Phi đương đương sợ nhất bóng tối, sợ nhất là sự cô đơn. Thái hậu à, không bằng chúng ta đi cầu xin hoàng thượng xin ngài thả Mai Phi. Nếu hoàng thượng không đồng ý, thần thiếp nguyện ý một mạng đổi một mạng, chịu khổ thay cho đương đương. Đứa trẻ ngốc, có ai gia ở đây không ngại sự, cứ để cho Mai Phi chịu khổ một chút. Nhưng mà ai gia không nghĩ đến vào thời khắc quan trọng như vậy, người có thể mang lại cho nó sự chân tình. Ai gia nhìn người quả không sai. Thái hậu, thần thiếp và đương đương hợp ý vô cùng. Mai Phi đương đương đối với thần thiếp rất tốt, thần thiếp nguyện ý trả ơn bằng 100 cách, 1000 cách. Cho dù Mai Phi đương đương có 100 sai, 1000 sai, nhưng đương đương với hoàng thượng cũng là phu thê với nhau. Nếu như hôm nay Thái hậu đi thêm lần nữa, hoàng thượng nhất định sẽ gặp. Đến lúc đó, người lại dùng lý do thuyết phục, tác động tình cảm, thần thiếp tin nhất định có thể xoay chuyển. Ai gia cũng nghĩ như vậy, cứ để Mai Nhi chịu tội 1-2 ngày đi. Hoàng thượng, tại sao người nỡ làm như vậy với Mai Nhi chứ? Tại sao vậy? Đúng, đều tại cô. Lâm Phượng Nhi, đều tại cô, nhất định là đều tại cô. Hồ ly tinh, ta xem cô làm sao hại ta. Cô là hồ ly tinh. Hôm nay ta sẽ giết cô, ta xem cô sau này làm sao hại người. Ta xem cô sau này làm sao hại người. Ta cho cô hại người, cho cô hại người, cho cô hại người. Lâm Phượng Nhi, cô hãy đi chết đi. Hoàng thượng, thiếp có chỗ nào không bằng cô ta? Thái hậu nương nương giá đâu? Mẫu hậu, mời mẫu hậu.
Mẫu hậu, sao người đột ngột lại tới đây? A Gia nghe nói Mai Phi cả ngày không ăn không uống, người đều ốm đi một vòng. Chỉ muốn nhìn thấy hoàng thượng mà thôi. Chẳng lẽ hoàng thượng không thương xót chút nào hay sao? Mẫu hậu, không phải là nhi thần vô tình, mà chỉ là Mai Phi tự làm tự chịu. Người đời có câu, một ngày phu thê, một đời ân nghĩa, cho dù Mai Nhi trăm sai vạn sai, nhưng xét cho cùng thân là quý phi, cũng không nên nhận kết cục như vậy. Hơn nữa, A Gia cũng vì hoàng thượng mà suy xét, tránh cho người đời sau chỉ trích hoàng thượng là bạc tình vô nghĩa. Hoàng thượng, hoàng thượng, thôi được. Nếu như mẫu hậu đã nói như vậy, trẫm cùng người đi một chuyến. Nếu như Mai Phi thật sự thành tâm hối cải, trẫm sẽ giữ lại cho cô ấy một mạng. Nhưng mà trẫm phải phế bỏ vị trí quý phi của nàng ấy. Thái hậu nương nương giá đâu? Thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương, thỉnh an hoàng thượng. Bình thân đi. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, xin hoàng thượng thứ lỗi cho thần thiếp. Thần thiếp thật sự biết sai rồi hoàng thượng. Nàng nói thật lòng không? Là thật lòng. Hoàng thượng, thần thiếp nghiệp chướng nặng nề, nhưng mà thỉnh cầu hoàng thượng, nghĩ lại thần thiếp đã hầu hạ lúc xưa, hãy cho thần thiếp, cho thần thiếp thêm một cơ hội đi. Nàng đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Trẫm niệm tình nàng bình thường hiếu thuận với mẫu hậu, đối với trẫm cung kính. Lần này phạm sai lầm, trẫm sẽ không truy cứu. Nhưng mà lần sau, tiểu thuần tử. Hoàng thượng. Cái gì đây? Đây, đây là hoàng thượng. Hoàng thượng, xin người hãy khai ân. Xin người hãy khai ân. Thiếp xin người hãy khai ân. Trẫm muốn đối xử khoan hồng với nàng. Xin người mà. Nhưng mà không ngờ nàng lại không biết hối cải. Hoàng thượng, sau khi vào lãnh cung còn muốn tiếp tục hại người. Mai Phi, từ lâu trẫm luôn biết rằng chuyện của Lưu Công Chính chính là do nàng làm. Trẫm làm tổn thương nàng, nàng lại muốn giết Phượng Nhi. Nàng nhìn trẫm, nàng nhìn trẫm đi. Trẫm cho nàng ngày hôm nay cũng cảm nhận một chút. Người đâu, ban cho Mai Phi 3 thước giải lụa trắng, lập tức thi hành. Đợi đã. Mẫu hậu, người vẫn còn bao che hay sao? Cho dù Mai Phi nó có tội, nhưng tội cũng không tới mức phải chết. Tội cũng không đến mức phải chết. Mai Phi muốn ngôi vị hoàng hậu nên đã hạ độc hoàng hậu, làm hoàng hậu vô pháp sinh con, khiến cho Đại Minh ta đến ngày hôm nay vẫn không có long tự. Trẫm đưa nàng ấy vào lãnh cung, nàng ta lại không hề hối cải, trái lại càng trở nên thậm tệ hơn.
bây giờ lại dùng du cổ chi thuật. Cả hai chuyện này, mỗi một chuyện đều đáng xử tội tru di tam tộc. Thái hậu, ngươi còn muốn giúp nàng ấy hay sao? Hoàng thượng, Mai Phi có lỗi với hoàng hậu, nhưng người cũng đã tha thứ cho nó. Ngày hôm nay người nhân dán tờ giấy viết này là do nóng giận nhất thời mà thôi. Hoàng thượng không nên định tội như vậy. Thời trước hoàng đế nhà Hán bị người khác mê hoặc dùng du cổ chi thuật, làm cho máu thịt xung đột, dễ hoàng hậu tự vẫn, dễ hoàng tử chết ở nhân gian. Hoàng thượng ngày nay vì chuyện du cổ chi thuật mà định tội Mai Phi, trừ khi hoàng thượng muốn theo gót chân của hoàng đế nhà Hán. Hoàng thượng, tâm ý trẫm đã quyết rồi, tuyệt đối không thay đổi. Người, nếu hôm nay hoàng thượng ban chết cho Mai Phi, trước tiên phải ban chết cho Ai Gia. Người đâu? Có nô tài. Thái hậu đã rất mệt mỏi rồi, mau đưa thái hậu về cung nghỉ ngơi. Dạ. To gan, hôm nay ai dám động vào Ai Gia, Ai Gia sẽ tru di cửu tộc kẻ đó. Kẻ nào chống lại giết không thương tiếc. Mời thái hậu nương nương. Cô mẫu, cô mẫu, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Phượng Nhi. Hoàng thượng. Phượng Nhi. Hoàng thượng. Nào, để ta nhìn nàng một chút. Nàng có chỗ nào không thoải mái, có chỗ nào bị thương không? Không có. Vậy thì ta yên tâm rồi. Là chuyện gì vậy? Vừa rồi Mai Phi đã dùng ngày bát tự của nàng để làm du cổ chi thuật, ta liền lo lắng qua đây nhìn nàng một chút. Hoàng thượng vì chuyện này cho nên vội vàng qua đây tìm thiếp hay sao? Người yên tâm đi, Phượng Nhi trước nay không sợ mấy chuyện này. Hoàng thượng chàng xem, Phượng Nhi từ nhỏ ở tiêu cục trưởng thành, cho nên rất ít tiếp xúc với mấy thứ đồ này. Theo không được đẹp, hoàng thượng cũng phải đeo nó. Là theo không ra hình gì? Đâu có đâu. Đây mà là rồng hả? Đây rõ ràng là rắn mà. Nàng đã thấy con rồng như vậy sao? Đây là rồng mà. Đây là lần đầu tiên Phượng Nhi thêu tặng nên ta rất thích. Không thể chứ. Thái hậu đâu? Ta muốn gặp thái hậu. Cậu nô tài mà nó đi bao đi. Ta nói ngươi mang đi, ngươi nghe thấy hay không hả? Ta không thể chứ. Bổn cung đừng nói không thể chết đâu. Cô phải chết. Ở trong cung này, chết hay không chết cũng không phải do cô làm chủ được đâu. Không được, Mai Phi của Ai Gia tuyệt đối không thể chết. Thái hậu, đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng thượng đã ban cho Mai Nhi tội chết. Tại sao chứ? Chuyện thì không thể xảy ra được. Cẩm Tú, cùng Ai Gia đi cứu Mai Nhi. Mai Nhi của Ai Gia tuyệt đối không thể chết. Dạ. Thái hậu nương nương, tuyệt đối không thể. Dặn dứt hai người giết hết bọn họ, hoàng thượng sẽ định tội hai người mưu phản. Vậy Thái hậu, Cẩm Tú và cả thần thiếp đều khó thoát khỏi cái chết. Thần thiếp không sợ chết đâu, nhưng không thể nhìn Thái hậu một đời anh minh bị quỷ hoại. Ai Gia không sợ, người tránh ra cho Ai Gia. Thái hậu, thần thiếp thà rằng chết cũng không thể nhìn người tự đào mộ chôn mình. Đúng là phản rồi, Ai Gia sẽ tự tay giết người. Thái hậu, người thật sự không thể ra ngoài. Nếu người cứ cố chấp làm theo ý của mình, thần thiếp sẽ chết trước mặt của người để thể hiện sự trung thành. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương tự dẫn rồi. Thái hậu, Mai Nhi của Ai Gia, Mai Nhi của Ai Gia. Phượng Nhi, trong ngày mai trẫm sẽ phong nàng làm hoàng hậu, để xem sau này ai còn ngoài sáng trong tối ước hiếp nàng. Hoàng thượng, thần thiếp trước giờ chưa từng mong ước qua những thứ này. Phượng Nhi, ngày mai trẫm sẽ triệu tập bách quan chiếu cáo thiên hạ. Đương đương. Ai Gia không muốn gặp bất cứ ai, ra ngoài. Thái hậu đương đương, từ khi Mai Phi bị ép phải tự dẫn, người đến một giọt nước cũng không uống. Sức khỏe của người bất luận ra sao, người phải ăn một ít gì đó mới tốt. Đem đi. Thái hậu, một khi tinh thần của người sa sút, dây cánh của Lưu Công Công sẽ liền lớn mạnh lên. Đến lúc đó, sợ rằng bối hận giết huynh của Tuyết Nhi cũng không thể nào báo. Thái hậu, thần thiếp còn nghe nói hoàng thượng muốn phong Phượng Nhi lên làm hoàng hậu. Cái gì? Mai Nhi hài cốt chưa lạnh, hoàng thượng còn không để bà dị của nó tiến vào thái miếu, một chút tình cũ cũng không nhớ. Bây giờ lúc này người lại muốn ả hồ ly tinh kia làm hoàng hậu, đây là muốn cùng Ai Gia không đội trời chung hay sao chứ? Thái hậu, tâm ý của hoàng thượng thần thiếp cũng không dám suy đoán, chỉ là thần thiếp cũng không hiểu Mai Phi đương đương tại sao lại biết dùng cổ thuật hình dân như vậy. Loại thuật này người trong cung đều tránh hết, tại sao Mai Phi lại biết được chứ? Nhất định là có người đã dạy. Còn có thể là ai? Đương nhiên là lão hồ ly lưu mặt đó. Hắn ta quyết tâm cùng Ai Gia đối đầu. Hắn cho rằng bất chết Mai Nhi thì sẽ không có người tranh giành hậu vị với Phượng Tài Nhân sao? Cũng may Ai Gia có người. Thái hậu, thần thiếp chưa bao giờ nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu. Người lẽ nào không muốn báo thù sao? Người không muốn khiến Lưu Mặc phân thây ngàn mảnh sao? Nhưng mà thưa Thái hậu, thần thiếp thân phận thấp kém, sợ là không đủ năng lực hoàn thành trách nhiệm. Phượng Tài Nhân chẳng qua chỉ là nghĩa nữ của Lâm Quốc mà thôi. Người không những có quốc công mà còn có Ai Gia.
Dương gia. Vào đi. Thuộc hạ thăm kiến Dương gia. Đã muộn rồi, ngươi còn tới tìm ta. Có phải là ở trong cung xảy ra chuyện gì rồi không? Dương gia quả nhiên liệu sự như thần, chuyện gì cũng không giấu được ngài. Vì chủ tử của Cẩn Lan cung chết rồi. Mai Phi, cho dù cô ta năm đó hãm hại hoàng hậu, không có con, cao nhất thì cũng là nhốt trong lãnh cung một thời gian. Có Thái hậu và Thái Bình hậu chống lưng, đang yên đang lành, tại sao lại chết chứ? Mai Phi là sử dụng du thuật với Phượng Tài Nhân. Hoàng thượng trong lúc tức giận liền ban một giải lụa trắng. Bây giờ thì đến linh bài của cô ta cũng không được đặt vào thái miếu. Đây chính là hoàng thượng đang nhắc nhở thái hậu đó. Ai mới là người quyền lực nhất trong hoàng cung? Xem ra tiểu hoàng đế của chúng ta thực sự trưởng thành rồi, không thể nào xem thường được nữa. Có điều cái chết của Mai Phi trái lại khiến bổn cung thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ bổn vương nghĩ ngày mai tới tỉnh An Thái Hậu còn chưa biết phải nói gì nữa. Hiện tại người không còn nữa rồi, mấy vị thế tử của Thái Bình Hậu sợ là đứng ngồi không yên. Dương gia, Phượng Tài Nhân đó là người không đơn giản. Ả ta là người của Lưu Công Công, nếu như có một ngày ả ngồi lên ngôi vị hoàng hậu thì e rằng... Yên tâm đi, Thái hậu sẽ không để cho một nữ nhân lai lịch bất minh lên làm hoàng hậu đâu. Dương gia, vậy ý của người là thuộc hạ tiếp tục ở cạnh Thái hậu hay sao? Cẩm Tú à, bổn vương biết là những năm qua đã để ngươi chịu nhiều uất ức rồi, nhưng mà đã dấn thân vào việc, chỉ có thành công không được thất bại, thận trọng mọi lúc ắt sẽ không thất bại. Chuyện mà bổn vương mong muốn là tuyệt đối không được thất bại, ngươi có hiểu không? Thuộc hạ hiểu rồi. Thời gian không còn sớm nữa, Dương gia nghỉ ngơi sớm đi. Thuộc hạ cáo lui. Được. Cô đến rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện gì để nói sao? Phượng Nhi, muội đừng có như vậy. Chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, đúng không? Cô nghĩ sao? Ta biết là cô vẫn còn trách ta về chuyện của Yên Nhi, nhưng ta không giết cô ấy thì cô ấy sẽ giết ta. Ta chỉ là bảo vệ bản thân mình, có gì sai chứ? Tuyết Nhi, cô có biết không, bây giờ khi nào cô đang nói lời thật lòng, khi nào cô đang nói dối ta, ta căn bản không biết được. Ta nói đều là sự thật. Chị, chuyện của Mai Phi, cô lợi dụng ta để trừ khử Mai Phi, cô thực sự cho rằng ta ngu ngốc tới mức nhìn không thấy điều đó sao? Ta chưa bao giờ lợi dụng muội, càng không nghĩ đến sẽ giết chết Mai Phi. Vậy về sinh thần bắt tự của ta thì sao? Nếu không phải cô nói cho Mai Phi biết, cô ta làm sao biết được chứ? Tuyết Nhi, đến bây giờ rồi, cô vẫn không nguyện ý nói thật với ta hay sao? Ta thừa nhận là ta đã đào sẵn một cái hố để Mai Phi nhảy xuống, nhưng ta cũng vì báo thù cho hoàng hậu nương nương, chúng ta liên thủ loại bỏ cô ta, không phải cũng rất tốt sao? Ta từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ sẽ loại bỏ bất cứ ai. Được,
biết gì, ta chỉ muốn hỏi cô một câu. Cô có thể thành thật trả lời ta không? Câu hỏi gì? Cô có thể dứt bỏ chức vị hoàng hậu hay không? Ta hiểu rồi. Phượng Nhi, ta không muốn gạt muội. Đây là hy vọng khi ta đến hoàng cung này. Ngay cả khi hoàng thượng nhất định muốn muội là hoàng hậu, ta cũng sẽ không từ bỏ. Bất luận ra sao, ta thật sự đa tạ cô đã thành thật nói với ta. Cô hôm nay gọi ta đến chẳng qua muốn thăm dò quan điểm của ta. Nhưng mà cô yên tâm, ngay cả khi hoàng thượng phong ta làm hoàng hậu, ta cũng sẽ không nhận. Ta không thích thứ này. Ta cũng không muốn rơi vào tranh đấu hậu cung. Phượng Nhi ta một đời chỉ có hai người làm bằng hữu. Yên Nhi đã không còn. Tuy rằng ta với cô rất khó để quay lại như trước kia, nhưng ta cũng không muốn mất đi cô. Cô hãy tự bảo trọng lấy. Hôm nay ngay trên đại điện, tất cả đồng loạt phản đối chuyện trẫm phong Phượng Nhi làm hoàng hậu. Ngay cả Tấn Dương hắn cũng nói chen vào. Chuyện của hậu cung khi nào đến lượt hắn chen chân chứ? Nào, hai ngươi từ trước tới nay là người trẫm tin tưởng nhất, hai ngươi cho trẫm chút ý kiến đi. Hồi bẩm hoàng thượng, xác lập địa vị hoàng hậu, thần đây không dám có ý kiến. Hoàng thượng, chuyện lập hậu, hoàng thượng khâm điểm ai thì người đó sẽ là chủ nhân tương lai của tiểu nhân. Hai người, thôi bỏ đi. Chuyện lập hậu bây giờ bỏ sang một bên, nhưng mà trẫm tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vụ án Quyền Cháp Quân hai người điều tra tới đâu rồi? Bẩm hoàng thượng, là thái hậu. Hai người ăn ý như vậy từ lúc nào? Có phải là có chuyện gì không? Nào, từng người một nói đi. Trường Canh, người nói trước. Bẩm hoàng thượng, thần đã xác nhận năm đó có người mật báo Lý Phúc Khải tạo phản, là quan thái hậu tự mình hạ chiếu chỉ, lệnh cố đại thần Tấn Dương dẫn đại quân đi bình loạn. Lại là thái hậu, người lại tự ý giúp trẫm hạ chỉ. Tiểu thuận tử, hoàng thượng đã hạ chỉ cho Tấn đại nhân dẫn quân đi bình loạn. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, thái hậu buông rèm nhấp chính đã lâu. Chuyện của Quyền Giáp Quân, các ngươi nhất định phải thay trẫm điều tra rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện rốt cuộc ra sao, hiểu rõ chưa? Thần tuân chỉ. Tại sao lại khăng khăng là thái hậu? Trẫm nên giải thích ra sao với Tuyết Chiêu Nghi đây? Mai Nhi của Ai Gia, Ai Gia luôn coi nó như con của mình. Thật đáng thương khi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngay cả bài vị cũng không được mang vào thái miếu. May nhờ Ai Gia đem con vào Từ Ninh Cung cùng Ai Gia bầu bạn, xem ai dám ngăn cản ta. Thái hậu, nếu chúng ta đã biết rõ chuyện này, toàn bộ đều do Lưu Công Công bày trò, hay là ra tay giết hắn đi, kết thúc luôn một lần? Không được. Bên cạnh Lưu Mặc rất nhiều cao thủ, cho dù người có thân thủ cũng không hẳn giết được hắn đâu. Ai Gia vừa mất đi Mai Nhi, tuyệt đối không được để người đi mạo hiểm. Lại nói, nếu Ai Gia muốn giết Lưu Mặc, không cần phải che đậy. Đi, bây giờ chúng ta đến chỗ Tư Lễ Giám,
cho hắn chút đau khổ. Tiểu Minh Tử, mấy ngày qua ngươi qua lại rất thân thiết với Tống đại nhân của Cẩm Y Vệ, có đúng vậy không? Bẩm công công, gần đây tiểu nhân thấy Tống đại nhân thường xuyên ra vào Tư Lễ Giám, vậy nên đặc biệt chú ý hơn với yêu cầu của ngài ấy. Tuy là bây giờ hắn về phe của ta, nhưng mà quan hệ giữa bọn ta cũng chỉ là trên khế ước mà thôi. Có điều, bây giờ hoàng thượng đang điều tra vụ án Quyền Giáp Quân, đúng là cho ta một cơ hội không thể nào tốt hơn. Hãy đi nói với Tống Trường Canh, ở trong tàng kinh các không có thứ mà hắn muốn đâu. Tấn Dương gia mới chính là câu trả lời. Thái hậu nương nương gia đâu? Bái kiến Thái hậu nương nương. Tư Lễ Giám của ngươi không tệ đâu. Muốn trà có trà, muốn nước có nước. Còn có một tiểu thái giám trung thành hết mực. Tiểu Minh Tử. Dạ. Ngươi còn không mau đi pha trà ngon để mà mời Thái hậu nương nương đi. Dạ. Không cần đâu, hà tất phải dòng dò chứ. Thần chỉ sợ là trà của thần quá dở khiến Thái hậu nương nương thất vọng. Ai gia không sợ, ngươi sợ gì chứ? Lưu công công, người to gan lắm, lại dám ở trước mặt ai gia nổi giận như vậy. Cẩm Tú. Dạ. Lưu công công ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Tư Lễ Giám trên dưới đều không nghiêm. Hôm nay ai gia sẽ thay mặt hoàng thượng dạy dỗ đám thái giám này, để bọn chúng hiểu rằng chủ tử mãi mãi là chủ tử, nội thần mãi mãi là nội thần. Rõ. Hoàng thượng, hậu bộ quả thật không thể nào trích ra nhiều ngân lượng được. Cú năm tu sửa Thái Miếu, đầu năm thiểm Tây Hà Bắc lại gặp hạn hán thiên tai. Tháng trước quân danh lại đòi ngân lượng, bây giờ làm gì còn ngân lượng dư nữa chứ. Hoàng hà không thể không sửa, thu canh không thể không trồng. Lương bổng của tướng sĩ biên cương càng không thể kéo dài. Vào lúc này Lưu công công đòi tu sửa ngưng qua cung, chúng thần thực sự bất lực. Hoàng thượng. Hoàng thượng, bây giờ Trương đại nhân và Lưu đại nhân đều đang đợi ý chỉ của người. Thần nghĩ người nên xử lý chuyện công trước, sau đó mới giải quyết chuyện hậu cung sau. Dương thúc à, thúc là cố mình đại thần của trẫm, mấy chuyện này xử lý là được ha. Thần tuân chỉ. Đúng rồi hoàng thúc. Đột nhiên trẫm có hứng thú với vụ án Quyền Giáp Quân 12 năm về trước. Chừng nào hoàng thúc rảnh thì gặp trẫm cùng bàn vụ án này đi. Hoàng thượng, Sao người biết chuyện của Quyền Giáp Quân chứ? Làm sao biết được, không quan trọng. Chuyện quan trọng là ai có gan to như vậy mạo xưng danh nghĩa của phụ hoàng hạ đạo thánh chỉ này. Bẩm Thái hậu, đã đánh 100 trượng rồi. Lưu công công, mùi vị bị đánh như thế nào? Ngươi hại chết Mai Nhi của ai gia, sao ai gia có thể dễ dàng tha cho ngươi? Đánh tiếp cho ta, tới khi nào chết thì thôi. Dạ. Hoàng thượng gia đâu? Cẩm Tú. Dạ. Công công. Tiểu Minh Tử, các ngươi đang làm gì vậy? Hoàng thượng. Thì ra là hoàng thượng đến.
Ai Gia thay người giáo huấn nội thần, chỉ đánh vài trượng mà thôi. Mẫu hậu, Lưu Công Công và Tiểu Minh Tử đều là người của trẫm, người đánh họ thành ra như vậy, thử hỏi còn coi trẫm ra gì hay không. Mai Nhi là đứa cháu Ai Gia yêu thương nhất, hoàng thượng nói chết là ban chết, đâu có coi Ai Gia ra gì đâu. Được rồi, Ai Gia buồn ngủ rồi, Cẩm Tú, chúng ta về cung. Thần cố kiến hoàng thượng. Miệng lễ đi. Tiểu Minh Tử, Tiểu Minh Tử. Hoàng thượng, thần chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu. Chỉ là không biết bây giờ vết thương của Tiểu Minh Tử ra sao rồi. Trẫm đã truyền ngự y dùng thuốc tốt nhất cho cậu ta rồi, người cứ yên tâm đi. Tạ hoàng thượng, Tiểu Minh Tử vì thần mà trọng thương. Tuy là cậu ta vào cung chưa lâu, nhưng mà cậu ta trung thành hết mực với hoàng thượng và thần. Thần muốn đặt cách đề bạt cậu ta lên làm trưởng ty tư lễ giám, người thấy thế nào? Được thôi, chuyện điều động người của tư lễ giám trước giờ đều do ngươi sắp xếp, ngươi quyết định là được. Tạ hoàng thượng. Lưu Mặc, hôm nay Thái Hậu dám ngang nhiên hạ độc thủ với ngươi và Tiểu Minh Tử, bà ấy hoàn toàn không coi ta ra gì. Hoàng thượng, Thái Hậu nương nương vì cái chết của Mai Phi mà canh cánh ở trong lòng. Sao chúng ta không lấy chuyện của Mai Phi dùng du cổ ở trong hậu cung mà nói ra, triệt để đánh hạ thế lực của Thái Hậu? Thích Minh, Quynh mau tỉnh lại đi. Nếu ta biết dạo cung sẽ hại đến tính mạng của Quynh, ta thà không bình phản cũng sẽ không báo thù. Ta chỉ là hy vọng Quynh được bình an thôi. Thích Minh, Quynh tỉnh rồi, Quynh tỉnh rồi. Thích Minh. Tuyết Nhi. Nè, cẩn thận. Sao muội lại tới đây? Ta không sao. Muội còn nhớ áo giáp mà phụ thân muội tặng cho ta hay không? Ta luôn mặc bên người nên mới vượt qua kiếp nạn này. Ta nghe họ nói rằng Quynh trúng một chưởng của Cẩm Tú của cô, tính mạng nguy kịch. Không sao đâu, muội vẫn không nên tới đây làm gì. Lỡ người khác thấy được sẽ rất phiền phức đó. Ta không quản được nhiều như vậy đâu. Nếu ta không đến xem Quynh, sao ta có thể an tâm được? Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, có một chuyện mà ta vẫn luôn không nói với muội, bởi vì lúc trước ta chưa chắc chắn, nhưng bây giờ ta đã chắc chắn rồi. Muội có thực sự muốn nghe không? Không thể nào. Muội biết mà, muội biết là ta không gạt muội mà. Nếu không chắc chắn hoàn toàn thì ta sẽ không nói với muội làm gì đâu. Nhưng tại sao Thái Hậu phải làm như vậy chứ? Tại sao bà ấy phải giết ca ca của ta? Có lẽ Thái Hậu sợ muội và Lưu Mặc liên thủ với nhau, vì muốn thoát khỏi sự khống chế của đám người thái giám, từ đó làm việc hết lòng cho bà ấy. Muội đã đổ quan cho Lưu Công Công rồi, người ám sát thiếu soái Lâm Diễm không phải là ngài ấy. Ai Gia lệnh Cẩm Tú đi cứu ca ca của cô, nhưng không ngờ tên cẩu nô tài Lưu Mặc này lại ra tay trước một bước. Ta thật là ngốc, không ngờ lại mắc bẫy của bà ta. Thái Hậu, Lưu Mặc, cho dù ca ca ta chết trong tay của ai trong hai người, các người đều là kẻ thù của Luyến Tuyết quán ta.
món nợ bắn này. Ta nhất định đích thân bắt các người trả lại. Còn có chuyện quan trọng hơn, ta không dám nói cho muội biết. Án oan của phụ soái và quyền giáp quân, muội định tiếp tục thật hay sao? Có lẽ hung thủ cuối cùng là người mà muội không bao giờ dám tưởng tượng tới. Phượng Nhi, tại sao nàng lại tới đây? Sao không gọi ta dậy chứ? Sợ làm phiền chàng nghỉ ngơi đó. Nào, ngồi xuống đi. Hoàng thượng, ta đã nghe qua chuyện xảy ra ở Tư Lễ Giám lúc sáng rồi. Mỗi một chuyện mà mẫu hậu làm, thực ra ta đều hiểu. Nhưng mà có vài chuyện ta thực sự nghĩ mãi không thông. Có vài chuyện bà ấy rất cực đoan. Phượng Nhi, nếu như một trưởng bối mà nàng tôn kính nhất là một chuyện tổn thương bằng hữu tốt nhất của nàng, thì nàng giải quyết như thế nào? Vậy thì ta sẽ đi xin trưởng bối đó xin lỗi bằng hữu của ta vậy. Nàng thấy giải quyết như vậy là được sao? Phượng Nhi, có thể là ta phải thất hứa. Nếu như nàng không được làm hoàng hậu, thì nàng có còn yêu ta không? Vậy thì phải suy nghĩ lại xem. Hoàng thượng, trong tim của Phượng Nhi, yêu chính là yêu. Sẽ không vì cái hư danh hoàng hậu mà nhiều hơn hay ít hơn đâu. Nhưng mà ta để tâm, thực ra bây giờ ta mệt mỏi với tất cả mọi chuyện. Nếu như ta không phải là hoàng thượng, nàng cũng không phải là phi tử, thì hai chúng ta tìm một nơi thế ngoại đạo viên, sống những ngày tháng của riêng hai chúng ta, vậy thì tốt biết mấy. Nghe qua thì cũng có triển vọng đó. Nhưng mà hoàng thượng, đây là vận mệnh mà ta và chàng không thể thay đổi. Đời người không có gì là hoàn hảo, chúng ta cứ gắng hết sức là được mà. Phần còn lại cứ để cho thời gian đi. Đa tạ nàng Phượng Nhi. Qua một thời gian nữa, hậu cung và triều đình sẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu. Ta không biết là rốt cuộc đã làm sai hay đúng. Ta rất mệt mỏi. Phượng Nhi sẽ ở bên người. Được. Lã đạo trưởng, dạo này nguyên ân quán của ngươi thương khó nhiều quá đó. Lưu công công, bần đạo trước nay tránh xa thế tục,
an tâm tu đạo mà. Nguyên ân quán của ngươi nổi tiếng nhờ sinh xăm rất chuẩn, trong khoảng trăm dặm không ai là không biết tới, đến cả đại thần trong triều cũng nườm nượp đến đây để xin quan thuận lợi. Gần đây nguyên ân quán xây dựng nhiều, lại đặt thêm mấy lò luyện đan nữa, hình như là có quý nhân giúp đỡ. Không dám, không dám. Lưu công công, bài ưu giải nạn cho đại nhân là chuyện tiểu nhân nên chú tâm tới mà. Lã đạo trưởng, ông xem tên các đại thần trong danh sách này có phải là từng đến quý quán để xin xăm hay không? Bẩm Lưu công công, đúng là có mấy vị đại thần đã từng đến mấy lần, nhưng những vị đại thần còn lại bần đạo chưa từng gặp qua. Lưu công công nói có đến là có đến, đừng có phí lời làm gì. Lã đạo trưởng do tuổi tác đã cao, có vài người có thể đã quên. Lã đạo trưởng nhìn kỹ lại xem đại thần ở trên này có phải từng đến quý quán hay không. Phải phải phải, ở đều đến đều đến, họ đều từng đến đây. Thánh chỉ tới. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết. Quân tử cầu tu thân tề gia trị quốc, không nhờ quái lực loạn thần. Qua điều tra, những quan viên dưới đây thường đến nguyên ân quán cầu thần bái Phật, làm trái đạo Khổng Minh, sỉ nhục pháp kỳ trong triều, tất cả bị cách chức chờ xử lý. Binh bộ thị lang Trương Dĩ Trung, lễ bộ chủ sự Tạ Kim Dân, đại sinh thập trung cấp điện nội các Thẩm Dự Thư, học sĩ nội các Trịnh Ân Trung, đại thần tư lễ giám điền Lý Khâm Thử. Tạ chủ lâm ân. Phản rồi, đúng là đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng đã cho cách chức toàn bộ thân tín bên cạnh của Ai Gia, cứ tiếp tục như vậy ngay cả Thái Bình Hầu của Ai Gia cũng không giữ được nữa. Liệu có phải là hoàng thượng bất ẩn nhầm lẫn, nghĩ quan cho mấy đại thần đó không? Chắc chắn là hôm đó Ai Gia đại náo tư lễ giám, đánh Lưu Mặc một trận tơi bời, lại làm tiểu thái giám hắn đắc sủng bị thương. Hắn thừa cơ báo thù Ai Gia. Lẽ nào hắn muốn nhân cơ hội này tăng thêm mâu thuẫn giữa người và hoàng thượng chăng? Tích mạnh mỏng, trạch lân sử, tử bất học, đoạn kỳ trữ. Ai Gia chẳng qua là gì hoàn thành lời hứa với tiên đế. Cớ sao hoàng thượng luôn phụ khổ tâm của Ai Gia chứ? Giữa tình bổ tử, làm gì có nhiều thù hằn đến như vậy? Lưu công công chẳng qua chỉ là một đội thần, nếu người chứng bắt hắn, tùy tiện ban cho hắn một ly rượu độc cũng là chuyện rất thường tình. Huống hồ gì, không phải người còn cẩm tú của cô sao? Cô có võ công cao cường, có thể thần không biết quỷ không hay, ám sát bất cứ ai. Cẩm tú mấy ngày nay hành tung không bình thường cho lắm, Ai Gia cũng rất khó tìm gặp cô ta. Dương gia, cẩm tú cô nương đã tới. Rõ. Dương gia, gọi ta tới gấp như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Không ngờ bí mật của bổn vương đã che giấu lâu như vậy rồi, sao hắn có thể biết được? Ngài đang nói gì vậy? Hoàng thượng bắt đầu điều tra quyền giáp quân, nhưng mà đám người năm đó đều bị ta giết hết rồi. Thánh chỉ năm đó cũng được giấu ở nơi an toàn nhất ở Tấn Dương Tông. Rốt cuộc thì ta đã sơ sót ở chỗ nào chứ? Chuyên gia đừng lo lắng, hoàng thượng chỉ mới bắt đầu điều tra, vẫn còn chưa tra được gì mà. Hơn nữa, những chuyện vào lúc đó cũng đâu phải chỉ có mình ngài. Cô nói không sai,
Chuyện này không phải do một mình bổn vương tạo nên. Nếu luận tội nên do cô ta gánh chịu mới phải. Quan hồn của 10 vạn quyền giáp quân nên đến tìm cô ta chứ không phải là bổn vương. Nhưng mà hoàng thượng hiện giờ không đơn giản. Ánh mắt của hắn lúc trong ngự thư phòng rất giống với tiền đế. Hắn dễ dàng nhìn thấu tâm tư của bổn vương rồi. Vương gia, chỉ cần ngài muốn, chúng ta đều có thể chuẩn bị ổn thỏa, sẵn sàng nghe lệnh. Không được, không có binh quyền thần cơ doanh, liều lĩnh hành động, chỉ sợ là thú quan bị dây trong kinh thành, hy sinh vô ích. Hoặc là khiến hoàng thượng buông bỏ binh quyền. Còn không, chúng ta phải cướp ngọc tỷ. Thần tham kiến hoàng thượng. Hai vị ái khanh đã tới rồi sao? Nào, hôm nay trẫm rất vui vì chúng ta đã cắt sạch những móng vuốt nguy hiểm nhất trong bài đảng bên cạnh thái hậu. Hai vị ái khanh công không thể chối cãi. Tổng đại nhân, Lưu công công, hai người muốn trẫm ban thưởng gì? Hoàng thượng, đây là trách nhiệm của thần, thần tận trung, cũng là việc mà thần nên làm. Khanh nói hay lắm. Thôi bỏ đi. Tổng đại nhân, khanh nói thử xem. Hay là trẫm sẽ làm chủ cho khanh, ban cho khanh vài mỹ nữ Bắc Cương. Khanh coi khanh cũng không còn nhỏ tuổi, ngay cả tay nữ nhân còn chưa nắm bao giờ, để truyền ra ngoài thì mất mặt lắm, có đúng không? Ai mà biết chuyện còn tưởng là khanh có vấn đề, ai mà không biết thì còn tưởng trẫm không quan tâm tới đại thần, có đúng không? Khanh bị sao vậy, Lưu Mặc? À, hoàng thượng, thần dạo này hay nhiễm phong hàn, cổ họng không thoải mái lắm. Tống Trường Canh, rốt cuộc thì khanh muốn gì đây? Hả? Bẩm hoàng thượng, thần muốn phượng. Phượng Lê Tô. Hoàng thượng, hay là như vậy, chúng thần thường nghe bàn tán, nghe nói là bánh long phượng do Phượng Nhi đại nhân làm rất ngon. Hơn nữa ngự trù trong cung cũng không thể sánh bằng. Vậy nên không biết là liệu có thể được nếm thử hay không. Hai người rất là tinh mắt. Chúng ta làm người thì cũng phải nên độ lượng một chút, có đúng không? Đã là công thần thì nên chiếu cố chứ. Nàng đừng có từ chối làm mất mặt ta nghe chưa Phượng Nhi. Nhưng mà thần thiếp chỉ biết độ lượng là nói về nam nhân các người. Thần thiếp chỉ là một tiểu nữ, dĩ nhiên không biết độ lượng. Phượng Nhi, đừng có ương bướng nữa. Hả? Thiếp đùa thôi mà. Nếu Tống đại nhân đã muốn ăn tới như vậy, bổn cung sẽ làm cho người ăn. Thần tạ Phượng tài nhân, tạ hoàng thượng. Khanh miễn lễ.
Tống chỉ huy sứ và Lưu Công Công đúng là quá đáng. Muốn ban thưởng gì không được, cứ đòi bánh long phượng do chính tay nương nương làm. Nương nương, có phải là người không được khỏe phải không? Nếu không muốn làm thì để nô tỳ về bẩm báo với hoàng thượng. Sang Sang, ta không sao, chỉ là ta nhớ tới vài chuyện cũ mà thôi. Người đến Ngự Thiện phòng tìm một ít đậu phộng, Tống chỉ huy sứ thích ăn. Dạ. Trẫm vẫn còn nhớ khúc nhạc nàng từng đàn trong đình này. Sức mực thương cảm, đó là một loại đau đớn mãi mãi không thể nào quên được, đúng không? Hoàng thượng đã tra rõ án quan của phủ soái rồi sao? Muốn rửa quan cho Quyền Giáp Quân sao? Có bắt được hung thủ thực sự hay không, trẫm vẫn chưa biết. Có lẽ nàng vào trong cung chỉ là để trẫm giúp nàng rửa quan. Nhưng nếu có một ngày trẫm nói với nàng trẫm không làm được, có vài chuyện cần phải cân bằng, thì nàng sẽ làm gì? Hoàng thượng không làm được, thần thiếp có thể làm gì được đây? Nàng sẽ từ bỏ việc tìm câu trả lời hay sao? Trước vị giết ta, nếu không ta mãi mãi không từ bỏ. Rõ ràng là ở trong phòng, sao lại không lên tiếng chứ? Biết là ta sắp đến nên không muốn mở mắt chứ gì. Bánh long phượng này có Phượng Tài Nhân ban cho ngươi, bây giờ ta đi đây. Ngươi rốt cuộc là có lấy không vậy? Nếu không lấy ta đem đi. Bỏ xuống. Lưu Công Công kia ta chuyển lời cho ngươi, nếu ngươi thực sự muốn tốt cho cô ấy thì đừng hại cô ấy nữa. Tuyết Chiêu Nghi, ở trong cung đâu đâu cũng là tai mắt, sau này chúng ta nên bớt gặp mặt nhau thì hơn. Thích Minh, hiện giờ không còn ai chịu giúp ta nữa. Hoàng thượng vừa từ chối ta rồi, Thái hậu cũng khó mà lo cho mình. Nhưng bất luận ra sao, ta cũng phải rửa quan cho phụ soái của ta và Quyền Giáp Quân. Cho nên bây giờ ta đã nghĩ thông rồi. Thái hậu đã nói không sai, ở vị trí nào thì toan tính chuyện của vị trí đó chỉ có ta lên ngôi hoàng hậu. Có quyền lực rồi mới có thể chân chính báo thù cho họ. Muội chắc chắn muốn làm vậy sao? Ý của ta đã quyết rồi, không sợ hãi không lùi bước. Ta biết rồi, ta sẽ đi thu xếp.
Như vậy không được rồi. Phượng Nhi của ta đúng là biết lấy lòng người. Nàng biết Trường Canh thích ăn quả trường sinh nên liền làm bánh đậu phộng cho Trường Canh. Rồi biết Lưu Mặc thích uống rượu, lại dùng rượu để tặng cho ông ta. Vậy Phượng Nhi có biết là ta thích ăn gì hay không? Ta không biết hoàng tử thích ăn gì. Nhưng mà ta biết hoàng tử không ăn được thứ gì. Vậy nên ta đã đặc biệt làm món điểm tâm khác mang sang cho hoàng thượng. Cái gì vậy? Nào, đưa cho ta xem thử. Bày ra đây. Xem nào. Đây chính là thỏ trắng trong truyền thuyết hay sao? Sao vậy? Nếu như không có hai con mắt này thì ta lại tưởng là con chuột đó. Ngươi thấy sao hả tiểu thuần tử? Ngươi xem. Trả lại đây. Ê, không được. Chỉ cần là Phượng Nhi làm cho ta thì ta đều thích. Sao ta hả? Ta không dối nàng đâu, nếu không nàng đánh ta. Người tưởng ta không dám sao? Ta biết chứ, Phượng Nhi đâu có sợ ta. Tống chỉ huy sứ, ngươi muốn làm gì? Tại sao ngươi lên kế hoạch hãm hại ta? Ta? Ngươi kêu ta đến Tấn Dương phủ để ăn cắp thánh chỉ giả. Sau khi ta đến đó thì đều không tìm thấy gì nữa. Tại sao Cẩm Tú lại ở đó? Điều này chứng tỏ rằng trong vụ án của Quyền Giáp Quân năm đó, Thái Hậu và Tấn Dương là đồng minh. Đương nhiên là ngươi đã từng hỏi ta tại sao ta lại quan tâm nhiều tới vụ án đó. Bởi vì ta là hậu vệ của Quyền Gia Quân. Hậu vệ của Quyền Gia Quân? Cả hai chúng ta đều yêu một người chúng ta không nên yêu. Người có biết không? Khi ta nhìn thấy cô ấy, nhìn thấy cô ấy ở cạnh những người nam nhân khác, nói chuyện tình cảm rồi cười đùa, ta không biết là tại sao. Tại sao ta? Tại sao ta cứ sai rồi lại càng thêm sai? Thứ mà ta muốn đều không có được. Ta thật sự không biết là tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy. Tại sao ta phải đến đại nhạc phủ? Tống Trường Canh ta tại sao phải đến đại nhạc phủ làm gì? Cả đời Tống Trường Canh ta không mong mỏi điều gì, chỉ một quyển binh thư mà đến Tử Cấm Thành, sau đó thì lại chạm mặt với nữ nhân mà ta yêu thương nhất. Sai rồi càng thêm sai. Rốt cuộc ta nên làm sao mới được đây? Không quan trọng. Không quan trọng, không quan trọng nữa rồi. Tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Ta không hề giống ngươi. Yêu là phải chịu đựng, không dấn dương, không gây phiền phức. Lúc nào cô ấy cần ta thì ta sẽ xuất hiện, làm tất cả vì cô ấy, kể cả có hy sinh bản thân thì cũng cam lòng.
Ngươi hiểu ta, hai chúng ta giống nhau. Ngươi hiểu ta. Ngươi hiểu ta. Uống rượu. Tiểu Minh Tử, ở với ta, uống thêm một ly đi, rót đầy ly này giúp ta. Ngươi xem, hết rồi. Rót đầy cho ta. Tiểu Minh Tử, chúng ta uống một ly nữa đi. Ngươi đừng đi mà. Nè, ngươi đừng có đi, mau rót đầy cho ta. Sao ta lại ở đây? Tình thích khách đó rốt cuộc thì lai lịch thế nào mà hắn có thể tìm ra được căn phòng này, phát hiện mọi bí mật của bổn vương? Còn cô, tại sao cô lại để cho hắn chạy thoát chứ? Vương gia thứ tội, người này võ công cao cường, thuộc hạ khó mà địch lại được. Có điều nhìn thân thủ của hắn, có lẽ là người của Cẩm Y vậy. Xem ra hoàng thượng từ lâu đã âm thầm muốn điều tra chân tướng sự thật năm xưa. Lẽ nào những tên áo đen đó là nhằm vào thánh chỉ mà đến? Chuyện này rất quan trọng, chúng ta phải tới Từ Ninh cùng một chuyến. Nhưng mà Dương gia,
Thái hậu đã từng nói bất cứ ai cũng không được nhắc tới Quyền Giáp Quân, nếu không sẽ phạm tội khi quân. Bây giờ nếu như nhắc lại chuyện cũ, là con trai bảo bối của bà ta vẫn không nỡ lo cho hoàng thượng. Nếu như Thái hậu không muốn tiết lộ tin tức năm đó, cuối cùng ngoan ngoãn nghe theo tâm nguyện của bổn vương. Nếu không thì đừng trách bổn vương đây lật mặt. Làm gì có cái lý đó, làm gì có cái lý đó chứ. Lui xuống đi. Nương nương Cát Tường, có việc gì lại khiến Chu đại nhân của chúng ta tức giận như vậy? Phượng Nhi, mẫu hậu ngày càng quá đáng. Bà ấy hôm nay dẫn một đám quan văn bị cách chức, làm loạn cả cảnh lang diện. Nói gì mà ta tin lời đồn đại, bảo thủ cố chấp, ngay cả trung thần, gian thần cũng không phân biệt được, rồi ép ta khôi phục chức quan cho họ, còn tìm một đám đại thần đến nói hộ nữa. Ép ta không còn đường lui, cuối cùng ta đành thỏa hiệp. Hoàng thượng, nếu như những đại thần kia nói đúng thì người có thể nghe theo họ. Hoàng thượng lại đang cần người hiền, vậy họ không phải ngoại thích của Thái hậu sao? Hay là đồng đảng của thế lực khác? Cũng không quan trọng. Những kẻ đó là người như thế nào không lẽ ta không rõ hay sao Phượng Nhi? Ta chỉ tức giận tại sao ta làm bất cứ việc gì cũng đều bị bãi ngăn cản. Phượng Nhi, từ khi còn nhỏ đến lúc ta đăng cơ tới đây, và ngay tại thời điểm này, ta chưa từng thực sự nắm quyền hành bao giờ. Ngay cả việc lập hậu thì ta cũng phải nghe theo ý bãi. Nàng có cảm thấy ta giống một hoàng đế hay không? Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu điều chính, nhưng thần thiếp biết hổ ác không ăn thịt con. Thần thiếp tin Thái hậu làm mọi chuyện nhất định là có ý tốt, chỉ là cách thể hiện của bà ấy hơi quá mà thôi. Nếu như có thời gian, hoàng thượng hãy nói chuyện với Thái hậu, chắc chắn sẽ cải thiện hơn. Chúng ta hãy gác chuyện không vui lại đi. Thần thiếp cùng hoàng thượng đi dạo ngự hoa viên nha, cho nhẹ người, có được không? Được thôi. Đi. Xin Thái hậu làm chủ cho Cẩm Tú. Lưu Công Công bức ép người khác, đã phái Cẩm Y Vệ bao vây giữa đường. Cẩm Tú đã trúng mai phục của ông ta. Nếu như không phải là Tấn Dương ra tay cứu giúp, Cẩm Tú sợ rằng đã không gặp được Thái hậu nữa. Thương tích của ngươi sao rồi? Thái hậu, bổn vương đã mời đại phu tốt nhất ở trong phủ chữa trị cho cô ấy rồi. Ngươi lùi xuống nghỉ ngơi đi. Tạ Thái hậu. Thái hậu, ngươi có biết tại sao Lưu Công Công phái người định giết Cẩm Tú hay không? A Gia và cẩu tặc Lưu Mặc đó oán hận từ lâu. Cẩm Tú là người quan trọng bên cạnh A Gia, đương nhiên là không dễ tha rồi. Trung cây dọa khỉ, đúng là kịch hay mà Lưu Công Công bày ra. Nhưng mà bổn vương nghĩ hành động lần này, kẻ chủ mưu đằng sau còn có một người khác nữa. Ý của Dương gia là... Mười hai năm trước, người cùng ta liên kết với nhau tạo ra một vụ án quan. Thái hậu, ngươi còn nhớ hay không? Tấn Dương, Ai Gia cảnh cáo ngươi, chuyện này đừng nhắc lại. Nếu không, Ai Gia cũng không tha cho ngươi đâu. Xem ra Thái hậu ở trong cung quá lâu rồi, không biết là tiểu hoàng thượng của chúng ta thực sự đã trưởng thành rồi, không muốn nghe lời khuyên của Thái hậu và các đại thần nữa, chỉ thích nghe lời của những gian thần quản quan. Bây giờ lại bắt đầu điều tra tới vụ án mười vạn Quyền Giáp Quân rồi. Cái gì? Những gì người nói là thật sao? Lưu Mặc, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Bổn vương không nên tham gia vào chuyện triều chính, nhưng mà vụ án Quyền Giáp Quân cũng nên gánh một nửa trách nhiệm.
không phải là sợ bị tiết lộ, mà lo sau khi hoàng thượng biết được chân tướng sự thật, khó mà xử lý. Vậy nên ta đến đây là có một yêu cầu, mong rằng Thái hậu thành toàn. Nói. Lưu Công Công này hẳn là một người thực sự vô cùng hiểm ác. Bổn vương đề nghị người hãy mau chóng diệt Lưu Mặc, phế Đông Sưởng, thành quân trắc. Ngài muốn làm gì? Ngươi làm gì vậy? Chu Thích Minh đâu? Chu Thích Minh, mau ra đi. Tống đại nhân, chuyện gì khiến ngươi xông vào tư lễ giám của ta, làm ầm lên còn ra tay đả thương người? Lưu Công Công, xin ông hãy giao Chu Thích Minh ra đây, ta và hắn có việc riêng cần giải quyết. Tống đại nhân muốn dạy dỗ người của ta, đã hỏi ý kiến của ta chưa vậy? Ta không cần biết. Tống đại nhân, đừng quên thân phận của mình. Được, để xem ngươi trốn được tới khi nào. Tiểu Minh Tử, Tiểu Minh Tử, bái kiến công công. Tống Minh Tử, ngươi còn muốn ở chỗ của ta bao lâu nữa đây? Tống Trường Canh là tên mặt lạnh có tiếng ở trong cung này, tại sao ngươi lại đắc tội với hắn làm gì chứ? Làm hắn nổi điên lên, biến thành một con người hoàn toàn khác. Công công còn nhớ là đã từng dạy tiểu nhân, nếu như ở trong cung này chỉ là một quân cờ thôi, rất dễ bị trúng kế, sẽ bị chôn theo. Nhưng mà có hai quân cờ khác nhau, có lẽ sẽ có cơ hội hồi sinh từ chỗ chết. Ngươi hey, bỏ đi bỏ đi, xem như đây là chuyện của các ngươi, ta không xen vào nữa. Ta cũng không muốn quản làm gì, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu, chuyện nên làm thì không nên kéo dài tới nửa đêm làm gì, nếu không sẽ trở thành một đống xương trắng ở dưới chân tường. Dạ, ngươi liệu mà làm đi. Cô đến giết ta sao? Giết ngươi 100 lần cũng không thể giải hận trong lòng của ta. Giết đi, dù sao ta cũng sống đủ rồi. Nói, tại sao ngươi lại hủy hoại thanh danh của ta? Tối hôm đó ta căn bản không giải thích được. Ta không biết tại sao ta lại đến phòng của cô. Rõ ràng ta đang uống rượu với Chu Thích Minh, nhưng mà ta uống rượu xong sao lại chạy đến phòng của cô chứ? Người nói cái gì? Ta có lỗi với hoàng thượng, cũng có lỗi với Phượng Nhi. Người đó là ai? Là ai đưa người đến phòng của ta chứ? Hắn nói với ta là ta và hắn có nỗi lòng giống nhau, đều yêu nữ nhân không nên yêu. Trước đây hắn vì nữ nhân này còn biến mình thành một công công, nhưng mà ta nghĩ cách gì cũng không hiểu là tại sao hắn lại đưa ta đến phòng của cô. Không biết hắn rấp tâm điều gì. Không thể nào đó, thật sự không thể nào. Chu công công, nương nương nhà ta không biết gì sao, cứ nói y phục không sạch, giày cũng không sạch, người đã biến đâu mất rồi. Ah!
Mùi muốn làm gì? Mùi điên rồi sao? Kẻ điên không phải là ta, mà là chính Quỳnh. Quỳnh đã quên Quỳnh làm gì với ta rồi hay sao? Ta làm như vậy đều là vì muốn giúp muội. Giúp ta sao? Quỳnh đưa một nam nhân xa lạ đến phòng của ta như vậy để mặc cho hắn. Chẳng trách mấy ngày trước Quỳnh nói lư hương trong phòng ta đã cũ rồi, cần đổi cây mới. Nương nương, hoàng thượng bây giờ chỉ triệu kiến một mình Phượng Tài Nhân thị tẩm thôi. Người phải mang thai trước cô ta mới có cơ hội ngồi lên vị trí hoàng hậu. Chu Thích Minh, từ lúc ta vào cung đến đây, ta đề phòng tất cả mọi người, nhưng mà ta tin tưởng nhất chỉ có Quỳnh. Ta đối với hoàng thượng lúc gần lúc xa không thèm dùng ngữ nam thuật của dân thường của cô. Chính là vậy, ta còn ôm mối thâm tình đó với Quỳnh. Bắt đầu kể từ bây giờ, tình cảm ta dành cho Quỳnh đã tan thành mây khói. Ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho Quỳnh. Phượng Nhi, ra ngoài đi dạo với Trẫm, quả nhiên tâm trạng khác hẳn. Trẫm rất thích câu của nàng vừa nói lúc nãy: nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Đó, đố hai người, câu này có ý gì? Hoàng thượng, núi chính là núi, làm gì có nhiều nghĩa đến vậy? Tiểu thuần tử không hiểu, mong Phượng Tài Nhân và hoàng thượng chỉ điểm. Trước đây Phượng Nhi cũng không hiểu. Có điều cha từng nói với thiếp, nếu con thay ngọn núi này bằng một dĩa thịt kho tàu thì con sẽ hiểu ngay. Ý này cũng rất hay. Thịt kho tàu và núi có liên quan gì chứ? Hai người đó đúng là hai tên ngốc mà. Một bát thịt kho tàu bình thường, ngươi ăn lâu ngày thì ngươi sẽ nghĩ rằng nguyên liệu thịt này làm từ thịt ba chỉ, cho hoàng nên... Hoàng thượng, có chuyện gì? Thiếp đói rồi. Đói rồi hả? Nàng muốn ăn gì? Thịt kho tàu. Được thôi, thịt kho tàu, đi. Cẩm Tú, có phải người đang quán Ai Gia không nghe theo lời đề nghị của Tấn Dương, có hành động với Lưu Mặc? Cẩm Tú không dám. Lời đề nghị của Tấn Dương vẫn đáng tin, nhưng mà Ai Gia sợ sẽ xảy ra một trận biến Tấn Nam. Không đến mức bất đắc dĩ, Ai Gia sẽ không thực hiện thanh quân trắc. Vậy Thái Hậu dự tính sao đi? Hoàng thượng không nghe lời, vậy Ai Gia cần phải thả rèm nghe chính sự. Ta đến nữa nha, nàng nhớ đón tiếp ta đó. Buông tay của ngươi ra. Đây là nữ nhân của ta, là nữ nhân của ta. Sao lại như vậy chứ? Phượng Nhi, đại gia, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Không biết cô không phải là Phượng Nhi. Không phải. Vì huynh đệ, ta xin lỗi, ta nhận lầm người rồi. Mau đánh hắn, đánh hắn cho ta. Xin lỗi mà. Sao lại đánh hắn rồi? Đánh hắn, đánh hắn lên. Kêu người tới giúp đi. Ugh!
Ngươi dám tới đây gây chuyện hả? Muốn chết sao? Đi. Sao vậy? Mới khóc xong sao? Không có. Không có gì đâu. Nếu như cô đã không muốn nói, ta cũng không hỏi nhiều. Ta nghe cung nữ nói mấy hôm nay cô không được khỏe, nên cố tình hầm canh gà. Nè, uống đi cho nóng. Phượng Nhi, cô đối với ta thật là tốt. Tuyết Nhi, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, ta quả thực không biết nên đối diện với cô kiểu gì. Cộng thêm chuyện của Yên Nhi, ta quả thật rất hận cô, cũng từng oán cô. Nhưng ta nhìn thấy cô bây giờ, ta lại rất đau lòng. Ta không muốn mấy người chúng ta thật sự trở thành như dân thường cô nói, vì tranh sủng mà đầu rơi máu chảy. Trong hoàng cung rộng lớn này chỉ có mình cô. Nếu ta bằng lòng quên đi hết tất cả mọi chuyện không vui trước kia, cô có thể làm quà với ta không? Hôm nay ta đến nói nhiều như vậy với cô không phải muốn cô khóc, chỉ là thật tâm để ý đến tình tỉ muội của chúng ta. Phượng Nhi, ta có thể ôm cô không? Làm sao vậy? Từ sau khi ở Ngự Hoa Viên về, hình như người có tâm sự. Sau khi gặp Tuyết Chiêu Nghi lại càng sầu não hơn. Đúng là đã xảy ra chuyện gì sao? Sang Sang, người tới Tư Lễ Giám tìm Chu Công Công cho ta. Ta có việc muốn hỏi cậu ấy. Dạ. Tiểu Minh Tử bái kiến Phượng Tài Nhân. Không biết là nửa đêm nương nương triệu kiến là có chuyện gì? Nghe nói ngươi là người mà Lưu Công Công coi trọng nhất ở Tư Lễ Giám có đúng không? Vậy ngươi nên biết quan hệ giữa ta và Tuyết Chiêu Nghi. Lưu Công Công nói là ngươi và Tuyết Chiêu Nghi do ngài ấy mang từ ngoài về, yêu cầu tiểu nhân quan tâm tới hai vị nương nương, cũng mong hai vị nương nương có thể quan tâm tới tiểu nhân. Vậy được, ta sẽ hỏi thẳng ngươi, ngươi và Tuyết Chiêu Nghi có quan hệ gì vậy? Nương nương, nói vậy là sao chứ? Chiều nay hai người ở Thủy Tạ, ta đã nhìn thấy hết rồi. E là Phượng Tài Nhân đã hiểu lầm rồi. Lúc đó tiểu nhân thực sự ở cùng Tuyết Chiêu Nghi nương nương. Trong mắt người chẳng mai dính bụi, ta chỉ an ủi vài câu thôi. Nương nương, Tiểu Minh Tử chỉ là một thái giám, người nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện ở Tây Hoa Môn lúc đó hoàng thượng chưa từng để ý, nhưng rất khó nói người lại không để ý tới. Nương nương, hãy chăm sóc tốt cho bản thân của mình đi. Được.
Ta mặc kệ ngươi đã nhìn thấy gì hoặc là nghe thấy gì, tốt nhất là hãy quên nó đi. Còn nữa, Tuyết Chiêu Nghi là tỷ muội tốt nhất của ta. Nếu để cho ta biết được ngươi có ý đồ gì với tỷ ấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lùi xuống đi. Dạ. Báo nô, ta thật sự đau quá. Có phải là huynh đánh ta hay không? Có phải là huynh nhân nuốt ta uống rượu đánh ta hay không? Vậy thì ai? Ta không biết huynh đang nói cái gì. Đỡ ta dậy, đỡ ta dậy, nhanh lên. Được rồi, được rồi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Trong quân doanh toàn là nam nhân, có cái gì để xem chứ? Ngươi thích nam nhân thì cứ việc nói với ta, ta giúp ngươi. Ta biết rồi. Trong mắt của ngươi, nữ nhân trên thế gian này chỉ có mình Phượng Nhi, có phải không? Xin công công yên tâm, ý chỉ của hoàng thượng, thần cơ doanh chúng ta sẽ dốc hết sức phối hợp. Ngày mùng 5 gặp ở cổng thành. Được, vậy tại hạ đi trước đây. Mời. Hoàng thượng, bên thần cơ doanh, thần có phát hiện. Ngươi chắc chứ? Hoàn toàn chắc chắn. Vậy thì ngươi tới giám sát thần cơ doanh, có tình hình gì, nhanh chóng báo trầm. Dạ. Chu công công, có phải nương nương mang thai hay không? Di thần tạm thời chưa chuẩn đoán ra. Có điều, nếu tính toán theo một ngày, thì sau hơn 10 ngày nữa, mạch tượng sẽ có thay đổi. Không nên nói thì đừng nói, cẩn thận sẽ mất đầu đó. Dạ dạ, vậy ta xin lui trước. Người không chịu ăn uống thì cũng không phải là cách đâu. Nếu ta mang thai thì sao? Nếu như bị phát hiện thì sao chứ? Mục đích của ta rõ ràng như vậy rồi, người vẫn chưa hiểu sao?
Một lần không được thì nhiều lần, cho đến khi nào người mang thai thì thôi. Quỳnh điên rồi. Quỳnh thật sự điên rồi sao? Hoàng thượng giá đau. Tham kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Tuyết Nhi, nàng vốn trong người không khỏe, mấy nghi lễ phức tạp này miễn đi. Tạ ơn hoàng thượng. Tuyết Nhi, vừa nãy ta thấy Trần Thái Y đi ra, cô bị bệnh sao? Gần đây nương nương bận nhiều việc, cộng thêm chuyện bị nhiễm phong hàn nữa. Thái Y đã kê thuốc an thần cho nương nương rồi, để cho nương nương được nghỉ ngơi. Ta sợ Tuyết Nhi cô cả ngày ở trong phòng buồn chán, cho nên hôm nay đã hẹn hoàng thượng muốn đưa cô cùng đi thưởng qua. Nếu như Ái Phi đã bị nhiễm phong hàn thì không tiện ra ngoài. Phượng Nhi, để nàng ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta đi thôi. Nàng nghỉ ngơi thật tốt nha. Cung tiễn hoàng thượng. Thái hậu, hoàng thượng đã liên tiếp 3 ngày rồi không lên triều sớm. Thái hậu, không chỉ là vậy, đáng sợ nhất là Lưu Công Công cầm hết tấu chương dâng lên, mang về tư gia, tự mình quyết định, tự mình đọc. Các đại thần gây chuyện với ngài ấy đều đã bị đánh, cho nên bây giờ không ai dám nói gì nữa hết. Thái hậu, dân gian bắt đầu có bài thơ nói hoàng thượng thích chơi bời, đại minh sắp trở thành thiên hạ của Lưu Công Công rồi. Đúng là vô pháp vô thiên. Bây giờ hoàng thượng đang ở đâu? Di thần không rõ. Phượng Nhi, Phượng Nhi của ta đâu rồi? Phượng Nhi đi đâu rồi? Mau tới thả diều cùng trẫm đi mà. Ai đó? Đáng ghét. Chàng thật là mất mặt quá. Phượng Nhi, thiệt tình nhìn chàng mất mặt quá đi. Chàng định làm gì? Ta là Ngọc Thụ Lâm Phong, ai cũng yêu quý, ngày nào cũng bị vẻ soái ca của mình đánh thức. Chú đại nhân. Hả? Chú đại nhân. Nè, không buồn cười sao? Hoàng thượng, hôm nay người chưa uống thuốc sao? Nàng có thuốc không? Có. Vậy nàng đưa cho ta đi. Mẫu hậu, sao người lại tới đây? Hoàng thượng, Kim Loan Điện đã loạn ầm lên rồi. Người lại ở đây ở cùng với một phi tử không an thất, ngày ngày chơi bời bỏ bê triều chính. Hoàng hậu mà còn sống, nhất định sẽ khuyên hoàng thượng lấy chuyện quốc sự làm trọng. Hoàng thượng đã quên rồi sao? Vậy đám đại thần đó là do người tiến cử mà, chỉ cần hạ một đạo chỉ không phải là được rồi hay sao? Tìm hoàng thượng để làm gì? Không cần thiết. Có phải là mẫu hậu thấy nó không được hợp tình hợp lý hay không? Vậy thì được, trẫm giao ngọc tỷ cho người. Dù sao thì người cũng quen đưa ý kiến cho trẫm rồi, người cứ đóng dấu một cái là được, có đúng không? Hỗn xược. Ngọc tỷ là vật của thiên tử, còn lại coi nó là đồ chơi. Sao Ai Gia lại có đứa con bất hiếu như con chứ? Người đối với tiên hoàng, người có xứng với liệt tổ liệt tông hay không? Có đức có tài, mẫu hậu thay trẫm điều hành triều chính, liệt tổ liệt tông ở trên trời chắc là cũng không trách trẫm đâu, có đúng không? Ai Gia cảm thấy vô cùng thất vọng về con. Khởi giá, Thái hậu hồi cung. Cung tiễn mẫu hậu. Hoàng thượng, người có sao không? Trẫm không sao đâu Phượng Nhi. Xin lỗi, lại là quả thiếp gây ra. Không sao đâu mà, thật sự không sao. Nàng xem, ta vẫn chưa uống thuốc.
Phượng Nhi, Vinh ca ca, Phượng Nhi, hôn cái nào, ôm cái nào, mũi xinh đẹp. Thái hậu đương đương, thần thiếp mấy hôm trước bị nhiễm phong hàn, sợ lây cho người nên không tới thỉnh an người được. Con vừa khỏi bệnh thì không nên ra ngoài, nên về nghỉ ngơi đi. Nghe nói thái hậu gần đây thường bị đau đầu mệt mỏi, thần thiếp ăn không ngon, ngủ không yên nên đích thân nấu tổ yến mang qua đây cho người. Đúng là con hiền thục ôn hòa, lúc nào cũng thương nhớ ai già. Còn nhìn lại Phượng tài nhân kia, trước giờ chưa từng qua đây nói chuyện với ta, đừng nói tới là hiếu kính với ai già. Hoàng thượng chẳng biết trúng bùa mê thuốc lú gì, ai tốt ai xấu cũng không phân biệt được. Là thần thiếp chưa đủ tốt, không sánh được với Phượng tài nhân. Nói linh tinh, trong mắt của ai già, con là sự lựa chọn duy nhất tại thời điểm này. Chỉ có điều mấy ngày nay hoàng thượng và ai già có xích mích, cho nên chuyện lập hậu chỉ có thể trì hoãn. Thần thiếp có làm hoàng hậu hay không thì không quan trọng, thần thiếp chỉ muốn có một ngày có thể thuyết phục được hoàng thượng, để người hiểu được nỗi khổ tâm của thái hậu. Thái hậu nương nương Cát Tường, Tuyết Kiêu Nghi Cát Tường, đây là thứ hoàng thượng kêu thần mang tới. Hoàng thượng kêu ngươi mang ngọc tỷ đến chỗ ai gia là ý muốn gì đây? Thái hậu, hoàng thượng nói... Nói cái gì? Hoàng thượng nói sau này không muốn thượng triều vào buổi sáng nữa, người chỉ muốn hàng ngày nghe kịch nghe hát, vui đùa thoải mái ở bên mỹ nhân thôi. Nó thật sự nói vậy sao? Thái hậu đi đường đừng bà. Thái hậu bất giận. Giận. Xin hoàng thượng thu lại ngọc tỷ, thu lại mệnh lệnh. Tại sao chứ? Hoàng thượng, giao ngọc tỷ nghĩa là giao lại vương quyền. Lỡ thái hậu nương nương buông rèm nhiếp chính, ngoại thích chấp chính là chuyện sớm muộn. Lưu Mặc, ngươi đừng lo lắng được không? Trẫm khó khăn lắm mới được làm người ngoài cuộc. Thái hậu nguyện buông rèm lo việc triều chính thì cứ để người làm. Nếu như ngươi còn nói ra nói vào, nhằm gây chia rẽ mẫu tử ta, có tin là trẫm nói với thái hậu trị tội ngươi không? Thần không dám. Mong hoàng thượng suy nghĩ kỹ lại. Nữ hoàng đương chính, thái hậu làm triều, từ cổ chí kim, Tây Hán Lư Trĩ, Đông Hán Đậu Thị, hay là nữ hoàng đế của Vũ Chu, ai ai cũng gây họa triều cương, làm loạn trật tự, hậu quả vô cùng nặng nề. Hoàng thượng, nếu thực sự tới lúc đó thì người sẽ là hữu danh vô thực. Trẫm hình như từ trước tới giờ luôn hữu danh vô thực. Người đời nói trẫm là con rối của thái hậu, còn có người mỉa mai trẫm là cái gì mà tọa hoàng đế. Có chuyện này đúng không? Hoàng thượng, đứng dậy đi. Trẫm sẽ không bao giờ tin những lời bịa đặt đó đâu. Tạ hoàng thượng. À đúng rồi Lưu Mặc, mùng năm người có sắp xếp gì không? Mùng năm không phải là ngày hoàng đạo, mong hoàng thượng chỉ rõ. Trẫm có thể là nhớ sai ngày. Phượng Nhi gần đây không vui, không biết là ngươi có cách gì khiến nàng ấy vui vẻ hơn không? Vậy thì tặng cô ấy Dạ Minh Châu hay Ngọc Như Ý. Tục nhân đúng là tục nhân. Suy nghĩ của trẫm là đưa nàng ấy ra khỏi cung, tốt nhất là cách kinh thành không xa, vừa khiến cô ấy mở rộng tầm mắt, lại khiến trẫm vui vẻ hơn. Tốt nhất có thể có một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Người thấy sao? Vậy thì Đại Lạc Xuân Thu Phủ có cái gì mới mẻ hơn không? Hoàng thượng, thần nhớ ra rồi, hay là thần sắp xếp đưa người tới Thần Cơ Doanh, một trong ba đại doanh của kinh kỳ. Nếu hoàng thượng có hứng thú thì có thể thử xem. Như vậy thì có thể khiến Phượng tài nhân vui vẻ hơn.
Thần Cơ Doanh đều là đạn pháo sẽ làm nàng ấy sợ hãi. Trẫm tự nghĩ cũng được. Hoàng thượng, nhưng còn chuyện Ngọc Tỷ thì... Đã đưa qua đó rồi, đòi lại mất mặt lắm. Đi đi, trẫm đang thấy phiền lòng, đừng làm phiền trẫm, mau đi đi. Thần cáo lui. Thần Cơ Doanh. Cẩm Tú, người thấy chuyện này như thế nào hả? Cẩm Tú không hiểu, không dám nói bậy. Ai gia chỉ là nghiêm khắc với con cái, trước giờ chưa từng muốn đoạt quyền làm võ tắc thiên gì đó. Hoàng thượng phái người mang Ngọc Tỷ qua, ai gia muốn nát lòng. Lẽ nào mối quan hệ mẫu tử trong thiên hạ đều chỉ kiếm vào nhau như nước và lửa vậy sao? Hay là ai gia đã quá cứng rắn, ép Dinh Nhi tới mức không thể không phản kháng? Thái hậu không hề sai, hoàng thượng vẫn còn trẻ như vậy mà. Chuyện này lẽ nào lại là chủ ý của Lưu Công Công hay sao? Không sai, người đã nhắc nhở ai gia. Có Ngọc Tỷ là thời cơ tốt nhất để đối phó với đám hoạn quan. Mở đi. Bắt hết. Đi, nhanh lên. Những gì mà ngươi nói có thật không? Bẩm hoàng thượng, Phan tướng quân của Thần Cơ Doanh tiết lộ, họ sẽ tập kết vào ngày mùng năm. Đợi quân lệnh, chỉ cần thánh chỉ tới thì họ sẽ phái binh bao vây Tử Cấm Thành, bảo vệ hoàng thượng. Ngươi còn nghe ngóng được gì nữa? Phan tướng quân còn nói, Lưu Công Công dặn dò bọn họ nhất định phải giữ bí mật ý đồ thanh quân Trắc, chỉ một hành động làm chung bước nhuệ khí của thái hậu. Với xe đổ của chiến dịch Tịnh An vẫn còn ở đó, mẫu hậu nhất định sẽ không dễ dàng thử. Lưu Mặc càng không thể tự nhấc đá đập chân mình, nhất định có gì đó rất kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn là Phan tướng quân nhận được mệnh lệnh, ngày mùng năm tất cả hành động phải nghe theo chỉ huy Tấn Dương. Nhưng mà hoàng thượng không cần phải lo, nếu không có binh phù thì Phan tướng quân không thể điều động bất cứ quân nào của Thần Cơ Doanh. Ta biết là chuyện gì rồi. Tuyết Chiêu Nghi nương nương tới. Thần cáo lui. Nương nương cát tường. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Tuyết Nhi, nàng lại lấy danh nghĩa mẫu hậu đưa canh gà cho trẫm sao? Thật là vất vả. Người lệnh cho thiếp làm chuyện này không phải là thái hậu. Không phải nàng tới là để hòa giải mâu thuẫn giữa ta và thái hậu sao? Thần thiếp suy nghĩ không chu đáo, không linh hoạt bằng người ấy được. Đúng là có người khác. Mong hoàng thượng đừng phụ tâm ý của người ấy. Không phải nàng, cũng không phải thái hậu, vậy người đó là ai? Là Phượng Tài Nhân. Là cô ấy kêu thần thiếp đưa canh cho mẫu tử hai người. Đây đều là do cô ấy tự tay nấu. Là Phượng Nhi nấu sao? Tuyết Nhi, chuyện quyền giáp quân trẫm vẫn luôn làm. Trẫm từng thề với nàng, chỉ cần điều tra rõ chân tướng, trẫm sẽ trả lại sự trong sạch cho phụ soái nàng, bù đắp lại cho nàng. Thần thiếp không cần bù đắp, chỉ mong có thể cho mời giảng quyền giáp quân chân tướng và lời xin lỗi. Nếu như hoàng thượng không làm được thì không dễ dàng thề hẹn với thần thiếp. Thần thiếp cáo lui. Thật là kỳ lạ,
mệnh lệnh Phan tướng quân nhận được. Đến lúc đó thống nhất nghe theo chỉ huy của Tấn Dương. Tấn Dương, ngươi cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi. Phượng Nhi, Phượng Nhi, sao nàng lại tới đây? Không lành sao, có mệt không? Nhớ người mà. Hoàng thượng, muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Có tâm sự gì sao? Phượng Nhi, thời gian này những mâu thuẫn giữa ta và Thái Hậu làm nàng lo lắng rồi. Đâu có, Phượng Nhi chỉ là muốn chia sẻ ưu phiền với Hoàng thượng thôi. Tự thử trường quần đương lư tiếu, nhi quân tẩu thủ tác canh thang. Tuy ta không biết tình hình mẫu hậu bên đó ra sao, nhưng mà canh Phượng Nhi nấu thực sự rất ngon. Ta không lãng phí giọt nào, uống hết rồi. Hoàng thượng thích là được. Hoàng thượng, Phượng Nhi tin là Thái hậu sẽ có ngày hiểu được. Người không cố ý đối đầu với Thái hậu. Phượng Nhi, nếu như hoàng cung này đột nhiên không còn ta nữa, nàng sẽ ra sao? Vậy hoàng thượng muốn xuất cung? Có một việc đang cần ta đích thân xử lý. Vậy thiếp sẽ ở đây đợi người. Đợi tới khi hoàng thượng quay về thì thôi. Nàng đó. Phượng Nhi. Hoàng thượng. Người đâu rồi? Người đâu? Thái hậu, người có gì sai bảo? Cẩm Tú đâu? Chắc vẫn đang ngủ. Người muốn tìm cô ấy sao? Đi gọi Cẩm Tú đến đây này. Dạ. Cuối cùng bổn vương cũng có được nó rồi. À.
Dương gia, vậy chuyện người đã hứa với ta có thể thực hiện được chưa? Một cung nữ thân phận thấp hèn như ngươi mà dám vọng tưởng làm thiếp trong phủ Tấn Dương ta sao? Đừng có mơ. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Công công, tiểu nhân nghĩ mãi không hiểu là Cẩm Tú cô nương võ công cao cường, sao có thể đột ngột chết như vậy chứ? Xem ra sắp có biến lớn xảy ra rồi. Cẩm Tú sao có thể chết một cách không rõ ràng như vậy chứ? Thái hậu, xin gửi nén bi thương. Thái hậu nương nương, Tấn Dương gia tới. Thái hậu, nghe nói là Ngọc Thị mất tích rồi, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy? Tấn Dương gia, Cẩm Tú của ai gia chết rồi, người có biết không? Thái hậu, một nữ quan chết rồi cũng không cần quá dương vấn làm gì. Bây giờ Ngọc Tỷ mất tích, đây mới chính là chuyện quan trọng nhất đây. Ông trời thật quá nhẫn tâm mà. Ai gia tổng cộng chỉ có hai đứa bé ngoan. Đầu tiên là Mai Nhi, bây giờ là Cẩm Tú. Tại sao không lấy cái mạng này của ai gia đi? Dương gia, Thái hậu hôm nay đã phải chịu đả kích, vẫn nên mời ngài về cho. Nữ tử không thành được đại sự. Thái hậu, người tuyệt đối đừng để cho ảo ảnh mê hoặc người. Cẩm Tú chết kỳ lạ như vậy mà Ngọc Tỷ lại mất tích đúng lúc này, hai chuyện hợp lại, người vẫn không nhìn ra tình hình sao? Ý của ngươi là có người đã hại Cẩm Tú rồi trộm đi Ngọc Tỷ? Gần đây Cẩm Tú phụng chỉ bắt người, việc này khiến cho Đông Sưởng chứng khí mù mịt. Giờ người chết rồi thì động cơ của hung thủ cũng rõ ràng hơn nữa, ai là người được hưởng lợi nhiều nhất thì cũng là người đáng nghi ngờ nhất. Cuối cùng ai gia cũng hiểu rồi. Kẻ tác quái tác quái chính là lão cáo già Tư Lễ Giám. Tấn Dương, đề nghị trước đây của người ai gia đồng ý. Thành quân trắc, càng nhanh càng tốt. Được. Dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế.
Chúc mừng Dương gia. Giấc mơ thành hiện thực. Chúc mừng Dương gia, cuối cùng cũng có được ngọc tỷ như ý muốn. Chúc mừng Dương gia. Đúng là chuyện tốt mà. Cuối cùng thì cũng được như ý nguyện. Chúc mừng Dương gia. Bây giờ tên là chúc mừng hoàng thượng. Đúng vậy. Chúc mừng hoàng thượng cuối cùng cũng được như ý muốn. Chúc mừng hoàng thượng. Chiến thần ở phía nam, sát tinh ở phía bắc, thiên tượng tinh mệnh không thể không đề phòng. Hoàng thượng, chiến sự ở đây cấp bách, cứ giao cho thần xử lý. Người mau đưa người thân đến sơn trang tránh đi. Dù sao an toàn cũng là trên hết. Hoàng thượng, theo tiểu nhân, đây cũng là cách tốt nhất để chúng ta đề phòng. Giữ lại núi Thanh Sơn, không sợ là không có củi đốt. Trẫm không phải là kẻ ham sống sợ chết. Nếu như Tấn Dương muốn khiêu chiến Hoàng Quyền, vậy thì được, trẫm sẽ đích thân nghênh chiến, cùng hắn quyết một trận tử chiến. Hoàng thượng, chuyện này không thể làm theo cảm tính được. Hai vị ái khanh, trẫm có chuyện muốn hai người đi làm. Nếu như trẫm thật sự có gì không may xảy ra, không thể phụ lòng tấm chân tình của hai vị nương nương.